Cũng liên quan đến lĩnh vực văn hóa, du lịch và ẩm thực, trong hai ngày 29 và 30 tháng 3 đã diễn ra Ngày hội Văn hóa xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên với chủ đề Miền trà di sản. Đây là sự kiện và không gian văn hóa đậm đà bản sắc, nhất là trong quảng bá vẻ đẹp và giá trị của vùng chè San Tuyết hữu cơ trên địa bàn. Xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên hiện có khoảng 1.000 ha chè San Tuyết, trong đó có 770 ha đang cho thu hoạch. Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc độc đáo của đồng bào dân tộc Dao, Tày gắn với trà San Tuyết, đồng thời thu hút các doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư để tăng giá trị sản phẩm chè San Tuyết Cao Bồ trên thị trường và khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Cao Bồ là một trong những vùng chè ngon nổi tiếng của tỉnh Hà Giang. Nơi đây sở hữu những cây chè San Tuyết cổ thụ cao to lên tới hàng trăm năm tuổi. Sự đặc sắc của chè Cao Bồ đến từ điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, nguồn nước và cũng như là cách chế biến rất đặc biệt của người dân nơi đây. Cái này cũng phải do cái nhiệt độ lúc mình vào ấy, là mình phải đánh thức cái hương chè đã. Đến lúc thì nghe thấy tiếng kêu rồi bắt đầu mình mới giảm cái nhiệt độ đi. Sao chè theo truyền thống này nó giữ được cái bản sắc này. Mình dùng máy là cái máy nó nhanh được số lượng nhiều nhưng mà cái lượng ngon, cái chất lượng sẽ không bằng cái mình sao tay. Hội thi sao chè là nét độc đáo nhất của Ngày hội Văn hóa xã Cao Bồ năm 2024, miền trà di sản. Các đội sẽ thi sao chè để có được sản phẩm chè đẹp, không gãy nát, khi uống có hương vị thơm ngon. Mặc dù hiện nay nhiều gia đình ở Cao Bồ đã có máy để phục vụ sản xuất chè hàng hóa, nhưng họ vẫn giữ cách thức và yêu thích hương vị chè được sao thủ công truyền thống. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái quy trình sao chè mà nó lại đặc biệt như thế này, hoàn toàn thủ công. Và cái sức nóng mà trong cái chảo chè này nó vô cùng nóng để người ta nói là nó khử cái enzyme để giữ được cái hương vị trà, thật là độc đáo. Xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên có quần thể 220 cây chè San Tuyết cổ thụ trên 100 năm tuổi, được công nhận là cây di sản Việt Nam. Không chỉ tập trung phát triển sản phẩm, thương hiệu, cây chè San Tuyết ở xã Cao Bồ còn là nguồn tài nguyên đặc biệt để phát triển du lịch. Về miền trà di sản, cũng là sản phẩm du lịch thứ hai của xã, bên cạnh tour trải nghiệm ngắm hoa đỗ quyên trên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Tour du lịch này cũng được 2 ngày 1 đêm. Đấy là một cái trên cung đường cũng được trải nghiệm, du khách được trải nghiệm rất là nhiều điều thích thú. Đấy, và được thưởng chè trên đỉnh cao hơn 1.000 mét. Bà con ở đây họ có rất có trách nhiệm đối với lại cái sản phẩm chè San của mình. Trong việc bảo quản, trong việc giữ gìn, trong việc thu hái, khai thác để xây dựng cái vùng chè San trở thành cái vừa là kinh tế, vừa là du lịch. Tại Ngày hội Văn hóa xã Cao Bồ năm 2024, miền trà di sản còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như hội thi chạm bạc, ẩm thực, thi văn nghệ và các trò chơi dân gian. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và quyết tâm vươn lên thoát nghèo, tiến tới làm giàu trên miền trà di sản.